con nó như thế nào, má biết rằng cái đứa con này là chị Mỹ mà. Ừ. Bởi vì hả? Ờ. Đây, chân nè, má đâu có thể. Không phải cái chân nè. Không, đây, đây. Không, cái chân thì không được. Tóc, tai. Sức chân chống nắng nhiều. Mấy sức chưa? Sức lại, nó sức trắng luôn á. Ủa, đánh phấn luôn á? Ừ, cái kèm trong nắng thầm ở dưới là cái sức cái phấn luôn. Cho nó đẹp một chút xíu, tươi tỉnh đi, cho cuộc đời nó tươi. Ôi giời. Nhìn cái mặt mắt luôn, mỏi luôn, không chết rồi. Nó bây giờ là cố định lại. Sáng sớm chị Kiến đi học. Là mình có thời gian rồi đó. Muốn làm gì làm, muốn ngủ cũng được. Tới giờ dậy đi học, ăn uống đi học, con ăn đi uống nước vô cái bụng nó no mình tới trưa. Nghĩ đến cái đoạn ăn thì thật để trưa thì còn ăn thôi, ăn này mập đấy. Không. Con ăn đúng tuổi vô học không, người ta 40 mấy năm rồi, 60 năm rồi có mập đâu. Đẻ ra tới giờ. Nhưng mẹ không uống bia. Thì bây giờ con có uống dâu cho con uống bia đâu. Cũng như lâu lâu có tiệc uống cho xả vào thôi, từ từ rồi mình bỏ được thì nó hay. Bỏ được là hay. Bỏ được á? Ừ. Thế con trai mẹ có bỏ được cái bệnh ở sạch không? Cái vô bụng thì mình có thể mình giảm, còn cái sạch á thì nó ra ngoài xã hội thì đương nhiên nó phải sạch sẽ, thơm tho, kỹ càng, ngăn nắp. Chứ không lẽ con muốn nó ra ngoài nó giống như mấy thằng chạy xích lô mặc cái áo bộ đội đi bộ đội về, cái áo đó hả? Giờ nọ cái nón chúa bộ đội hả? Con ơi, cái bệnh sạch ấy, nó là tính mỗi người. Có nhiều người ta chạy xích lô thì rất sạch. Con nói cho mẹ nghe. Đó, nhưng có mà rất nhiều người ta mặc cái áo ngoài đó mình thấy không? Thấy nó dơ nhưng mà thực chất da là con người ta sạch. Nhưng mà khi mà người ta ở ngoài người ta dơ, đó thấy nó đi làm nó cũng mặc cái áo như vậy mẹ luôn á. Nó sạch là sạch cho bản thân nó nhưng mà nó mặc đi làm thân nó bình thường. Hôm nay lên đồ thì ngựa lắm. Đúng rồi. Con nói nghe đấy, cũng cái mồm không? Mày thấy cái thằng ở trong phim mà khách sạn Đờ Kinh đấy không? Cái khách sạn là cái thằng đóng khách sạn này. Nó mặc cái áo sơ mi, ngựa bà cũng kêu, cái áo sơ mi đẹp nhỉ? Em kêu may cho anh đi. Đến khi cũng cái mồm nói sao? Con gọi anh Đức Duy nhà thiết kế, vì hắn anh này hay may đồ cho Đức Duy. Anh may được cái áo này cho chồng em không? Được, nước nhạc. Thế là con đặt xong rồi kêu chứ. Em đặt thật đấy à? Tôi đùa với ông mà. Mẹ đúng không? Coi với con rồi xề xòa bao nhiêu thì con Kiến nhá, cả hắn rất giống nhau. Ăn mặc là bộ nào là bộ đấy. Ai hồi sáng hả, nó không có chịu mặc áo ấm, nên nó bà nào lấy giùm con cái áo phao màu đen này ok. Biết sao? Tại vì chị nó mặc vậy đủ rồi. Nó mặc cái áo bà nó mới mua màu hồng hồng cái gì không còn gì, mặc quần jean. Ở trong mặc cái quần lông phải ngủ, trồng thêm cái quần jean vô. Nó thôi, không biết, tự mặc đi nha, miễn là tự bảo vệ ấm. Thế hỏi, lạnh nha con. Được rồi, con biết rồi, trong trường ấm lắm, mà nó đừng lo. Nó nói, tao không lo, tao sợ hồi má mày nó bầm má mày giống như đại bà đã phát. 9 giờ kém 10. Thế bây giờ kệ ở chứ nó lạnh nó phải chịu chứ. Còn can thiệp gì? Mình muốn nó ấm mà nó có thích đẹp thời trang nó kêu chứ. Mẹ con nghĩ thích lắm nha, mặc fashion thích lắm nha kêu chứ. Mẹ con thấy ở trường ấy các bạn bù kéo khoác ở bụng này mẹ. Xong bảo chứ mẹ tìm mua cho con cái quần da bóng đi. Để làm gì? Các bạn ở trong trường vậy đó, mặc quần da bóng. Xong chùm cái váy bên ngoài. Thì mặc cái kiểu giống như là thằng mà mặc kiểu high school đi ai. Đó. Ờ chứ. Tại vì con thì thấy cái đấy nó mặc nó trông kiểu nó không được học sinh nhỉ. Trông được chi kiểu học sinh cấp 3 kiểu. Thì hai người ta lạnh, người ta mặc cái quần bó, xong người ta mặc cái đầm. Chứ người ta mặc đầm với bà đồng phục của người ta mà chị kêu người ta không cái chuyện lạnh chết mẹ luôn, không cho người ta mặc cái quần vô. Thì ý con bảo là nó rất là thích mặc thời trang mà, hiểu không? Đúng rồi.
giống như là quần bó thì nó thôi đừng lấy quần bó mà lấy cái quần da vậy thôi. Tại sao cho mẹ mua cái màu đỏ để tại sao tôi mua màu đen? Nó rất thích cái quần da màu đen. Thì đó, tại vì nó thiệt với nhiều khi cái đồng phục. Người ta thích cái gì, người ta mua cái đó cho người ta đi. 9:10 rồi. Mua rồi thích là phải mặc. Mẹ tôi làm cho tôi nửa cái bánh bao mà tôi có nên ăn hay không thì quan trọng đây này. Ăn xong rồi đi, con đói bụng lắm. Đói không? Đêm qua con đói vật lên vật xuống nhưng mà. Để có chạy xuống lén ăn. Không. Quyết tâm không ăn thì không ăn thì cần con lại lấy nó. Con người nó phải có tự trọng, mình giảm cân phải có tự trọng. Em giảm cân mà lúc đầu lúc nào cũng đơ đơ thì phải ăn hết nửa bánh bao chứ sao, giờ với mẹ chồng ăn nửa cái mình ăn nửa cái cho nó hết đi, chẳng hề không ăn nhưng mà cái Nhân không biết ăn mẹ ơi. Nhân không biết ăn ăn đợi đó chưa nào ăn cơm chưa nay về ăn cơm, tại vì mẹ biết sao Nhân ấy nó có lọc xỉn xíu xíu xa xíu thì con không ăn. Ăn đợi là mình chưa ăn cơm, còn ấy còn nửa trái bầu á, cái mình nấu miếng canh đi, nấu miếng canh này xé cái cục thịt này bỏ vô dọn xong coi như canh thật. Chưa ăn rau, chưa ăn rau. Còn á, luộc xong ăn đi. Chấm muối vừng. À, còn cái bắp cải lì nữa đó, ăn luôn đi, không biết hư không á. Bắp cải lì là cái gì ạ? À? Cái bông cải bữa con mua đó, con gái xanh đó. Cải lì có mầm không? Vì cũng luộc luôn. Không à. Cái thành đá luôn đó, bà chừng. Nhưng mà măng chưa có luộc, để coi chưa làm dạy đi. Luộc rau rồi ăn đi. Thành rau quá. Ăn cho đài nó tươi. Cái em chấm nắng hay bôi hơi bị ngon. Bôi tắm nhà phòng cái trắng trắng vậy là bôi rồi. Mẹ bôi kem chống nắng hay bôi sớm thì sau 5:30 bôi làm gì? Cũng vậy. Bôi xong nắng nó tan, bây giờ mình bôi phấn lên cho nó đẹp chị hai. Còn lại mẹ, kem chống nắng này của mình ấy. Kem chống nắng con đưa cho mẹ cũng là kem chống nắng có thành phần. Nhưng mà nó không có che được lão già cái lỗ chị hai. Người ta có cái lỗ á, người ta muốn đánh thêm một chút xíu cái phấn, không phải phấn mà còn cái hũ có chấm nắng cho con cho mà cái hộp đó. Mà má xài luôn á, cái 20 năm trước á, cái chai đó. Vứt cái hộp gì? 20 năm rồi còn xài. Mới... Thôi phấn con đưa cho mẹ dùng đi, nhà phấn bao la. Em không thấy có mang sang... Tại má bỏ má tiếc á. Không, mẹ bỏ đi. Cái hộp mới con đưa cho mẹ đâu, mà lấy ra mà xài đi, đánh luôn đi. Mày đánh lương hộp hôm trước được đi, mày quăng hộp cũ đi. Bên này là con còn 2, 4, 6, 8 hộp. 8 hộp đấy, làm sao làm? Mà xài lâu lắm à. Một hộp xài lâu lắm, mẹ sợ bỏ cái cũ đi. Dùng không đi. Đánh ra cái chân nó thẳng cái da. Rồi xong đến sau. Cho nó che cái lỗ, nó giống như là mình cái vách tường nó bị lủng lỗ, mình chép, dòi dựa chép cái xi măng trắng rồi. Bà nói 20 năm nói quá, nói giảm đấy. Mình dùng phấn 20 năm, xong rồi con đi lại bảo là mẹ chồng con trang khàn tiết kiệm vãi đái dùng một phấn 20 năm, bao giờ giàu? Nó chơi cọc nó thôi, đâu 20 năm, 20 năm mấy sao chạy vô chắc nó ngứa cái mặt lại luôn. Hôm trước khi con qua rồi má mua cái đó rồi đó, mấy ông muốn đi đâu mình sức á, phải không? Thì bây giờ có rồi mình thấy bỏ nó cũng đâu rẻ đâu như. Hình như 12... Đúng rồi, hộp phấn thôi tầm bên này khoảng 14-15 đồng. Mười mấy đồng á. Bởi bỏ nó tiếp phải không? Tại vì trong một năm đánh 3 lần. Thì mùa đông nó cứ nghĩ là khỏi khỏi
khỏi đánh, mình đánh cái lotion vô thôi cho nó không có bị chóc da. Thế con sẽ đưa cho mẹ, con sẽ đưa cho mẹ một chai tẩy trang. Mẹ đã dùng kem chống nắng và mẹ dùng phấn, bắt buộc dùng bông tẩy trang và nước tẩy trang. Phải có một chai to, hai con hai chai mẹ đưa chai. Mẹ ngại kể cả mẹ không make up nha, mẹ không đánh phấn mẹ cũng phải bùng quanh khẩu trang. Má có phim nước giữa mặt á. Nhưng mà má không cần đẩy cái miếng gì nhỏ nhỏ thôi vậy đi. Má nguyên cái cục bông còn ở bự to đồng giống như tắm nè, giữa mặt. Con lại mẹ bảo sao cái mặt nó nhăn. Mẹ phải nghe con, mẹ phải nghe con. Mẹ tẩy trang tại vì là con có hai chai đùng. Hai chai, một chai đấy ấy, với cái cỡ make up nhiều như con thì con dùng một năm rưỡi mới hết. Cũng phải chứ sao, tại vì má giống như từ con chết rồi. Má là quẹt cái nước vô lấy xà bông. Sao thì con lại cụ ngồi yên lại, tí nữa về làm. Tí con về con kể chỉ cho mẹ làm. Mẹ làm rất nhẹ nhàng êm ái. Kể cả mẹ make up hộp phấn nhá, thì mẹ đã bắt buộc phải dùng cái kem tẩy trang. Cái bông tẩy trang và cái nước tẩy trang. Nhưng mẹ chỉ dùng cái kem chống nắng. Cái kem chống nắng này mới kinh này. Kem chống nắng càng mỏng, vì cái này rất mỏng thì nó thấm rất sâu, vì nó hạt li ti thì nó nằm dưới da. Thì mẹ rửa mặt, nước rửa mặt không và sữa rửa mặt không, nó sẽ không đẩy đi hết. Thì nó cứ xong thỉnh thoảng mẹ bóp ra, nó ra run đấy. Má xài cái xà bông giữa mặt á, từ Cali, từ Việt Nam qua đây là xài tới giờ đó, cái chai giữa mặt giống như xà bông vậy đó. Nó không có cày mặt. Cái hộp con bò đấy, bố Louis về bắt con đi mua hộp con bò đấy. Hộp sữa bò màu trắng đúng không? Cha nội về em. Đi mua chanh hộp này thơm thơm đi. Xong biết gì? Nhà thiếu à? Trong tủ kia. Không, anh thích cái mùi ngày xưa. Kinh. Là dùng cái sữa con bò đấy xong quả không biết chỗ nào bán đâu. Thế là kêu con Phương chở đi mua con bò. Cái gì xà bông giữa mặt Thoracao nè. Thoracao đấy. Thoracao nè. Cái gì cũng Thoracao. Đấy con bò Thoracao với cả con bò mà cái mùi thảo dược thì Thoracao khiếp gốm mà thật. Nhưng mà nói chung là rửa cái đấy rất lành tính. Nhưng mà nếu mà để nói rằng là nó có làm sạch được cái cặn bã nhờn hay không thì con nghĩ rằng là nó không làm sạch nhiều, vì con cũng đi về quê con này, người ta gội đầu cho con 25.000 nè. Cũng rửa cái đấy nhưng mà không sạch đâu. Mà cái mùi của nó thôi. Giữ cái mỏ. Hộp sữa son dưỡng này hôm trước có đưa cho mẹ đâu, dùng cái này nha cho nó mềm môi. Thì má xài toàn là son bên do không đó. Má có mua son đâu, có biết mua đâu. Thì có một thằng đi quân đội. Quân đội gì không? Quân đội bạn trai của má Thơ. Cái giá gì mua hả? Má Thơ mua cái này gì? Sâm. Thơ uống cà phê rồi uống cái gì? Thì chưa về uống. Chưa hiểu con uống nha. Khỏe như trâu. Uống xong nhẹ. Uống xong nhẹ. Tim nhẹ. Về được. Uống xong nhiều quá mà tao rạp. Cái đảo hoàng đầm là chạy hết. Ui giời. Chả biết cải hay không có khỏe hay đã. 3 phút nữa đi học. Cetaphil đúng không? Màu trắng xong là có cái chữ màu xanh lá, có cái vòi đúng không? Cetaphil đầy ở Costco rẻ bèo. Cái đấy Việt Nam mình nhiều người bán, và Việt Nam mình cũng đang sản xuất, là đất nước thứ 3 sản xuất có Cetaphil. Cetaphil C I T E P E gì? Mẹ nói cái màu quân đội cũng biết rồi đấy thôi. Cái đấy cũng lành tính lắm. Nó lành tính, nó xài, nó đã. Nó ăn nắng cái đó không, mình không biết. Không, cái đấy không được ăn nắng. Cái ăn nắng chính là cái bộ của bố Louis đó. Cái Thoracao đó mà nghệ là gì đấy, là Thoracao nghệ. Đó, cái gì Thoracao nghệ của bố ấy đấy, là bố mê cái đấy. Chuẩn bị lên đường. Nhà tập viết tự giữ nha. Dạ vâng.
chồng có biết sự dáng chịu. Con cầm đi cái này, xin nhớ đi một. Đây cho mày một tờ rồi nè. Nhưng mà trong trường nó cũng có nó thiệt. Ôi, chết rồi. Từ từ mẹ ơi. Ừ. Có về này, nó trong tủ mát. Không có nó mặc mà. Ở tủ mát nó cũng mặc à? Không, chẳng gì mai mình mai dùng nào mai không biết. Để nó đâu nó cũng mặc. Mà về tính đi. Ờ được 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 được. Mẹ có mang áo khoác à mẹ? Mẹ có mang áo khoác à? Ai bác hả? Áo khoác. Áo không. Má mặc ở trong nó có áo không lái, áo này nó dày. Nó còn mặc đi. Đem theo đâu. Ừ, một hồi bỏ cái áo này. Rồi vâng đúng không? Ừ. Ok, áo khoác đo, đèn còn đâu nhỉ? Áo khoác đèn cũng còn hả? À ngoài ô tô, rồi đi mẹ. Tàu vâng, hôm qua con định con để sau xe đó. Mẹ quên kìa, mẹ quên của mẹ kìa. Nổ, người ta có rồi chị hai. À thế à? Chị hai cũng lo, chị hai lo người ta. Ok. Bình nước mày nè. Đây, con bị vác theo bình nước của con. Rồi ngày mai không thức giấc khi con đang còn bé, chẳng còn ai quan tâm con và đưa đón lúc tan trường, cả tuổi thơ con bên cha. Kem chống nắng em bôi đẹp không? Kem chống nắng này về 500 hộp. Hôm qua mới bắt đầu ship cho mọi người. Hôm qua mới bắt đầu ship cho mọi người đấy nha. Nhưng mà mọi người còn 3 ngày nữa ship tỉnh nha các chị. Các chị là order từ giờ đến 3 ngày nữa thì hàng chắc chắn sẽ đến trước 28 Tết. Ôi giời. Con mặc áo khoác đây chứ con thấy nó lạnh rồi mẹ ơi. Hay là con vừa mới ngủ dậy. Ra. Để con phi cái tay vào đây. Ôi giời, ôi giời. Vâng mẹ trơn đi. Bôi kem chống nắng bôi cái lên lông mày. Sells home. Head southwest on Lucky Clover Lane, then turn right onto Hattie's Place Road. Người ta bôi kem chống nắng, ta bôi, đừng bôi lông mày, bôi luôn lông mày luôn. Mang cái bút, cái mascara trên mày cũng được. Đúng rồi, tại vì con kiểu con hay bôi nhiều ấy.
hay bôi nhiều nắng. At the stop sign, turn left onto Ball Road. Turn left. Ồ, tôi chết rồi, con lại thấy tuyết hơi tuyết rồi mẹ này. Nó lại tuyết hết rồi mẹ, không có. Rồi, mẹ dậy rồi. Thằng nào sáng nay con thấy nó lạnh mình không? Có, đêm qua nó có tuyết tiếp. Trời thần thiên địa ơi. Con chị uống bổ não thì con chị mà học bài nhá. Nếu con chị 18 tuổi mà con chị học hành nhiều, con chị sẽ nên uống dòng Focus Factory, là cái hộp màu xanh đậm. Còn nếu như chỉ đơn thuần là muốn bổ sung cho trí não thì sẽ uống đến Ginkgo. Nhưng mà nếu mà là cần một cái dòng thực phẩm chức năng để mà bổ sung cho cái sự tập trung trí não, học bài và làm việc thì sẽ uống Focus Factory. 825.000 một hộp. Một hộp 180 viên. Còn bổ mắt thì chị nên mua hộp bổ mắt của Úc, 400 viên. Đó, 400 viên, giá là 750.000 một ngày 2 viên. Bổ mắt với cả bổ não quan trọng. Nó kêu hay đau đầu thì nó sẽ phải uống Ginkgo bổ não chị. Nó đau đầu là nó mà khí huyết não nó lưu thông kém rồi. Này thấy tuyết không? Tuyết nó lại phủ sương sương rồi này. Là sẽ uống Ginkgo nha chị Hoa Thạch Thảo. Sẽ uống Ginkgo. Mẹ chào Hoàng Huy con. Mẹ chào con. Bôi kem chống nắng thôi chứ không có anh phấn. Kem chống nắng, kem chống nắng nó bắt đầu lên rồi này. Nhưng mà thường thường mọi người phải bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà 30 phút. Kem chống nắng nó mới tan. Được chị. Bây giờ chị nhắn liền vào fanpage đang livestream giùm em đi, sẽ hàng sẽ đến trước 29 Tết. Hôm nay chị order, hôm nay ngày mai các chị order thì chắc chắn hàng sẽ phải giao trước các chị ngày 28 Tết. Còn nếu các chị order vào sau ngày ông công ông táo, à chị ở, chị nhắn, chị mà ở Sài Gòn thì em giao trong ngày mai ngày kia được, bởi vì đơn Tết ý là nó hơi bị nhiều hàng với các chị. Vitamin E là 540.000, hoa anh thảo là 680.000 chị Hà Nguyễn. Hôm qua là em làm việc rất là muộn, tại vì là nhân viên nhà em làm không xuể. Từ đơn đơn, từ vận hành đơn, từ hàng em về. Kem chống nắng này của em về là hôm qua là em về 500 tuyết này này, hôm kia. Hôm kia nhập kho về 500 tuyết, đến sáng hôm qua mới bắt đầu là ship cho các chị. Kem chống nắng này, kem chống nắng vật lý nhá. Hạt siêu nhỏ, li ti siêu nhỏ, thấm nhanh vào da, không bết dính, không lộ vân kem. Vâng, chị Hoa Thạch Thảo, chị ở Phủ Lý, Hà Nam, chắc chắn chị sẽ nhận trước 28 Tết. Tất cả các đơn hàng em sẽ xử lý, giải quyết tất cả đơn tỉnh sẽ nhận trước tối 28 Tết. Trần Nhung ơi, hôm nay mới về em à. Sorry mọi người, là hàng đã hứa với mọi người 1 tháng rưỡi, sang đây là 1 tháng 16 ngày. Thì cái này trước khi sang đây là, trước khi sang đây 3 ngày là em đã cho hàng bay về. Bình thường hàng bay về cùng lắm là 15 ngày là từ các thủ tục các thứ xong. Nhưng mà lần này lâu hơn vì hàng cuối năm rất là đông. Nên là các chị mà mua cái này thì không có lo hết hàng nha. Về tận 500 tuyếp lận. Em không bán buôn, bán lẻ. Còn chị nào muốn mua cái này bán buôn thì nhắn tin cho em. Em sẽ cho số em gái em là con Nhung. Thì các chị sẽ làm cái mã buôn. Còn chị nào mua lẻ thì các chị nhắn tin. Cái này thì kem chống nắng vật lý nhá. Đây là kem chống nắng vật lý. Chị Hoa Thạch Thảo ơi, chị đừng để lại số điện thoại nha. Em xóa cái comment của chị. Chị xóa cái comment địa chỉ số điện thoại đi. Chị Hoa Thạch Thảo, chị xóa giùm em cái địa chỉ số điện thoại của chị đi. Bởi vì là bên em sẽ nhắn tin cho chị bằng fanpage của em đang livestream. Hoặc số điện thoại bên em, chị nhìn thấy mấy cái chỗ em ngồi livestream ấy, nó sẽ có cái biển. Chị yên tâm là nhà em bán hàng rất rõ ràng mạch lạc. Chị xóa giùm em cái comment số điện thoại địa chỉ của chị.
Nhà em là mọi người mua hàng mọi người đừng để lại số điện thoại địa chỉ. Mọi người cứ nhắn tin. Nếu mà fanpage và các chị không yên tâm thì chị nhắn tin vào cái biển số điện thoại của em 644699 đấy. Và 8581. Bôi kem chống nắng các bà đừng bôi giống em nhé. Bôi phát vào lông mày luôn. Ôi dồi ôi. Đấy mọi người thấy không? Em có những cái thời điểm nó công việc có căng ấy, là em phải làm việc cả đêm, thông đêm. Thông đêm bên này nó tương đương với ban ngày bên kia. Đó. Bởi vì cuối năm hàng hóa nó nhiều quá, mà nhân viên nhà em nó cũng quá tải. Hôm vừa rồi, hôm thứ bảy vừa rồi, tuần vừa rồi là quán bún đậu em nghỉ đấy chứ. Nhiều người hỏi sao nghỉ. Dạ hôm ấy là phải thanh tra toàn bộ điện của toàn quận 1, bắt phải nghỉ. Tại vì là cách quán em cỡ 300-400 mét ngoài mặt tiền đường Trần Hưng Đạo ấy, là quán chay của đứa em nó bị cháy. Cháy toàn bộ quán chay luôn. Mà tội nghiệp mẹ, mới mở cái quán chay đấy đâu được à, sẽ mà từ đầu năm thôi. Mới mở tầm tháng 4, tháng 3, tháng 4 vừa rồi. Mà nó chập điện một cái mẹ, là cháy sạch luôn. Cháy sạch không còn một cái gì mẹ biết không? Chập điện à, giữa đêm đó mẹ. Nhưng mà vì nó chập điện đó mẹ. Mà rất may mắn nhá, là không có chết người. Tại vì là cái chỗ, cái nhà hàng đấy nó ngay mặt, ngay mặt Trần Hưng Đạo. Nó cắt vào cái đường Cao Bá Nhạ. Mặt trước của Trần Hưng Đạo, mặt sau là Cao Bá Nhạ. Và cái nhà đấy thì nó là một cái căn mà cạnh cái quán nhậu. Đó, cạnh cái quán nhậu. Thì cái cộng với việc là nó cạnh cái, nó là trong cái chung cư. Nó là 1, 2, 3, 4 tầng ấy, 3, 4 tầng đấy. May mà cái quán đấy nó ấy, nó không có nhân viên ở lại nha mẹ. Nhà con nhân viên là trước giờ kiểu càng về sau này con càng hiểu hơn về cái phòng cháy chữa cháy ấy. Nên là không cho nhân viên ở lại quán. Tại vì mày biết sao không? Kiểm tra ngày nào con nhưng cũng phải chủ động tự kiểm tra tất cả mọi thứ, xong mới đi ngủ. Nhiều khi mày không, nhà con đã một lần rồi, nhân viên nó không tắt cái nồi ninh xương. Ninh xương để hôm sau bán bún riêu, bún ốc ấy. Mà con Nhung đúng là hôm đấy trời thương, bà Nhung bà ngồi nhiều chuyện ở dưới tầng 1 với cái bà ở trong xe. 11 rưỡi bà lên, tự dưng bà thấy mùi khét khét. Hóa ra cái nồi xương của bà ấy là cạn. Mày biết một cái nồi ninh mà mày biết cái nồi áp suất cao đùng á, cao ngang bụng mà nó cạn hết thì mày biết là nó phải cháy bao lâu. Đấy, nếu như mà không phải con Nhung hôm đấy, hoặc con Nhung ngồi đi nhậu hôm đấy, có phải là chết không? Nên là con, nên là bao nhiêu năm nay, 4-5 năm nay, 5 năm nay rồi con cấm không cho con Nhung để cho nhân viên ngủ. Tại vì mình không, bởi nói chung là không phải vạ má cũng sưng. Nhỡ có chuyện một cái thì con nói mày nghe này, cái việc ấy, cháy chạy là chuyện bình thường. Nhưng mà nó hư hao tất cả mọi thứ cho mình. Xong cộng với cái việc là mình phải đền cho hàng xóm láng giềng nữa mẹ. Chứ phải cái cháy không, mẹ phải đền chứ, cháy liên đới thì người ta phải đền. Trời ơi. Xong bà nhà con đã làm tách rời điện từ lúc con sửa quán bún đậu đấy mẹ. Con sửa lại quán bún đậu cho đẹp đẹp đấy. Là con đã làm tách rời điện ba pha rồi điện. Với cả là nói chung là tầng nào em ngắt tầng đấy các chị. Nhà em hệ thống điện tầng nào ngắt tầng đấy. Vì cái độ ngu của em ấy là em cứ cắt chắc cú các chị. Sửa lại cái nhà bún đậu tốn rất nhiều tiền, tốn gần 4 tỷ bạc. Xây một cái nhà đấy, diện tích đấy thì không thể hết 4 tỷ. Nhưng mà sửa lại mất 4 tỷ bạc. Có khủng khiếp không? Với cả là ga cũng thế, nhà con là hệ thống ga tự ngắt. Tự ngắt gọi là từ sửa từ xưa ấy, vì sợ. Trời ơi, có nhiều kéo nhiều nơi người ta làm ấy, người ta không kiểm tra ấy mẹ. Tội là tội cái người người ta làm công cho mình ấy mẹ. Con chủ thì xách háng đi chơi suốt ngày, nhỡ có chuyện gì cháy nổ, cái người làm công cho mình thì tật chết. Xong rồi là mình đền được như nào? Mình đền nhiêu? Mình đền nhiêu với cái tính mạng người ta? Nên là nó có một cái chủ trương đấy mẹ. Là đấy, ví dụ nhiều người không hiểu nha mẹ, là kêu là chứ nhà nước bôi ra để tách điện riêng, đường điện riêng rồi thế này thế kia, thì kinh doanh buôn bán nội tuần được bao nhiêu. Cái gì cũng phải nghĩ hai chiều. Người ta không tự dưng người ta làm điều gì cả, nó phải có vấn đề. Thì khi có vấn đề người ta mới bắt tách. Vì đã quá nhiều cháy nổ rồi, người ta tách. Với cả là mọi người cũng nên làm quán ăn hay nhà hàng khách sạn cần phải chú ý đến việc cháy nổ, là mình ngắt điện cầu giao tại từng khu vực. Nhà con nha, điện trong bếp là cầu giao riêng, điện tầng 1 ở phòng khách ngồi là cầu giao riêng, đó xuống tầng trệt cầu giao riêng,
phòng trên cầu giao riêng. Bởi vì là con nói Nhung ấy, ở đây mày ở đây nó nguy hiểm, nó nguy hiểm cho mày. Kêu nó về ở nhà riêng nó không ở, nó có chịu ở đâu. Nó thương đàn chó của nó, mày hiểu không? Xong các bảo là đấy, mày cũng gửi cho mày cái chỗ đất rộng kia thì mày xuống mày xây đi, thì mày cho nó ở mặt đất đi cho chúng nó chạy tung tăng. Nó bảo không, tao muốn là tao bán bún xong tao chạy lên tao ly, tao nhòm con chó của tao, tao nhòm đàn con của tao. Khổ lắm, những người nuôi chó muốn nuôi động vật người ta thương con, thương gọi là con đây, con ơi con yêu, con yêu. Xong là nhân viên chạy bún đậu thì có thể không có đủ nha mẹ nha, là nó xuống nó chạy nha. Nhân viên bếp không đủ thì ok, nhưng mà nhân viên mà đứa chó đi dạo là phải đủ nha. Hàng có thể không bán, nhưng mà Tết là phải có hai đứa ở lại thay phiên nhau chăm chó nha. Nó mê chó đến mức độ mà 20 mấy con. Xong nó bảo con là chứ mày chả biết cái gì, chó như thế này nha, bán nhiều tiền lắm. Tao chưa thấy mày bán con nào luôn, từ ngày nuôi chó chưa thấy mày bán con nào luôn. Tao chỉ thấy mày đi nhặt chó què, nhặt chó què với chó cụt đuôi ở ngoài đường mày nuôi. Bạn thân ông Hoàng á. Hai người sắp như nói chuyện từ sáng đến đêm. Bà Nhung cũng chuyên đi ra đường, chó già cũng nhặt về nhà. Có người ta vứt con chó già đi là bà nhặt về nhà bà nuôi. Chó ốm bà cũng nhặt về nhà. Đó, chó mà bị rời cái khuỷu chân cũng nhặt về nhà. Chó thương binh liệt sĩ ấy, cũng nhặt về nhà. Nó yêu chó như thế đấy các bạn. Nhưng mà đấy là niềm vui, niềm đam mê của nó. Giống như kiếp trước nó nợ chó, cho con này kiếp trước ăn chó nhiều, ăn thịt chó nhiều. Mình ngon thịt chó các bạn, kiếp sau vẫn làm công chúa. In 1 mile, turn right onto Dayton Street. Red light camera ahead. Hôm nay cũng ung đường thì mày chơi như mày nhỉ? Ừ. Cảnh này giống như chồng con nói hôm trước rồi. Chồng con bảo hôm trước là kiểu gì nó cũng biết vào mùng 1 Tết. Chồng con bảo cảnh này là mùng 1 Tết tuyết. Một Tết tuyết là chết. Thôi chết rồi, con có cái tóc bạc rồi mẹ ơi. Mẹ này, cái tóc bạc rồi mẹ ơi. Ủa thì chết rồi, lòi ra cái tóc bạc rồi, không đùa đâu. Sao có một cái tóc bạc rồi trời. Má còn muốn tóc nó bạc hả, giống như bạc màu nữ. Trời thần ơi, cho nó đẹp khiếp. Mà ngặt con gái nó không hơi bạc hết, hơi bạc hết nó đẹp lắm. Nó thích hơi nó bạc xíu, nó nhìn nó đẹp. Nó bạc cái kiểu mà cũng đen đen, muối tiêu. Nhìn nó hơi dơ thế bạc luôn ha. Nhưng mà làm gì làm nó cũng từ từ. Nó từ từ nó mới bạc. Red light camera ahead. Mẹ chồng em sang đây học lái xe. Mẹ chồng em sang đây học lái xe. Với người lớn tuổi sang đây học lái xe, xong rồi là với cả là không học lái xe cũng chỉ giống như bị cụt chân đấy các chị. Không học lái xe là bị cụt chân nhá. Là không đi đâu được, giống như em biết lái xe nhưng em chưa được thi bằng. Thì cũng giống như em không biết đi thôi. Đi đâu mà nhờ mẹ chồng chở, mặc dù em hoàn toàn có thể trèo lên xe em phi rồi đấy. Em phóng như cơn gió rồi đấy, nhưng mà không đi được. Ở bên này những người mà không biết lái xe thì chỉ chờ con cái, vợ chồng, người thân chở đi hoặc đi xe buýt thôi. Nó không có cái, nó không có cái gọi là không có cái gọi là gì nhỉ?
nó không có cái gọi là Grab xe ôm cho mình đâu. Sang bên này từ hôm sau một tháng rưỡi hôm cách đây 2-3 ngày mới gặp hai cái taxi đấy. Có thể ở đây là một thành phố nhỏ, ở quê, giống như kiểu quê quê nhà mình ấy, thế là taxi đâu không nhiều. Chứ New York các thứ xem trong phim đầy. Mình biết thâm này. Cũng cái thói. Bị vết thâm, bị mụn, xong rồi là lúc cậy, suốt ngày cậy cái mày, hôm qua cũng lại cậy, rửa mặt xong cậy. At the light, turn right onto Dayton Street, then turn left. Mấy bà nào mà lấy cái này này, mua kem chống nắng này thì chụp lại này. Không phải thay bốn cái bánh mới thì cái xe nó sẽ chắc và cân, mẹ hiểu không? Nó sẽ cân bánh lại luôn cho mình. Nó bảo dưỡng mà, ai mỗi lần bảo dưỡng xong trở vậy. Turn left, then the destination is on your right. Ở đây có Uber chị, nhưng mà nhà nào nhà nấy người ta, nhà nào chả có một hai cái xe chị. Nên là người ta có đi đâu. The destination is on your right, 2720 Dayton Street. Arrived. Đấy, kem chống nắng mới lại. Đó, kem chống nắng này về 500 tip đấy bà. Đi vào đi học đây, đến giờ rồi, bye bye. Đến giờ vào học rồi nha. Không, con có nhưng con không thích. Vâng, chị Hoa Thạch Thảo. Tí em nha, tí nữa em vào em học cái rồi em ấy đây. Chị mua lần đầu thì chị chuyển khoản cọc, còn không chị chưa mua, chị đã mua khách cũ thì chị cứ ship code bình thường thôi. Nha chị, tài khoản bên em dùng của Đặng Thị Sơn rồi, em nhận trả lời chị đây. Bye bye. Ở đây người ta còn chở cả học sinh đi học luôn. Ở đây người ta chở cả, có xe chở học sinh đi học. Học trong nhà thờ đấy mọi người. Có cả chỗ giữ trẻ sơ sinh cho những học sinh đi đến đây học mà không, con còn nhỏ ấy. Em sẽ cho mọi xem ở đây người ta có giữ học sinh nhé. Bấm như nào đây. À thế à? Good morning, teacher. Good morning, teacher. Ôi, con chị, con cảm ơn mẹ. Cho các bạn xem, cho người ta trông trẻ con, cho các bạn xem như là lúc trông trẻ con, mình đi học mình bỏ con, người ta trông dùm. Con gì rồi đó đó, nếu mình đi học mình có con á là gửi vào đây có cô giáo trông giùm đó, có sữa này có bỉm này, người ta trông trẻ con giùm đấy. Hello teacher, good morning.